Tôi phải sẽ lấy cái này ra cho bạn xem ở bên trong nó như thế nào nha. Đây, ở bên trong nó sẽ là như thế này nha bạn. Đó. Hi, bé tóc vàng của tôi xin chào mọi người nha. Các bạn có thấy bé tóc vàng dễ thương không nè? Ok. Trời ơi. Đang quay clip mà đòi lên chơi với mẹ nè. Đó, chuột chào cô chú anh chị đi. Xin chào cô chú anh chị, con tên là chuột. Chạy, con xuống cho mẹ nói chuyện với cô chú nha. Thì hôm nay á, tóc vàng có chuẩn bị được một số tủy xương bò nè. Tóc vàng sẽ nướng nó với lửa than. Thì ở đây tóc vàng có sử dụng cái nguyên liệu là bột ớt Tứ Xuyên nha. Cái này tóc vàng mua ở trên Lazada. Nếu mà bạn nào có muốn mua thì lên nó gõ bột ớt Tứ Xuyên nha. Rồi, bây giờ tóc vàng sẽ đem cái số tủy xương bò này tóc vàng nướng trên lửa than hồng luôn nha. Tóc vàng đã chuẩn bị than rồi. Bây giờ tóc vàng sẽ bê đi nướng nha. Mà bạn cùng theo chân tóc vàng nha. Trời ơi, ăn cái món này nó cực quá trời bạn ơi. Khói nghi ngút luôn. Khói không lên. Khói lên vì sự nghiệp ăn uống khói lên. Ôi ôi. Sau bao nhiêu bão táp phong ba khói lửa thì tóc vàng đã nướng được xong cái tủy xương bò này rồi nè. Thì tóc vàng sẽ ăn kèm với đậu rồng nè và tỏi ngâm chua nha. Yeah, bây giờ tóc vàng sẽ bắt đầu ăn. Trước khi ăn thì tóc vàng sẽ khui nước, tóc vàng sẽ uống với Pepsi nha. Rồi, bây giờ bắt đầu. Ui. Tóc vàng thấy mấy tỷ tỷ ở Trung Quốc á, họ sẽ hút như vậy nè. Mà không biết tóc vàng có hút được không. Bất thành rồi bạn ơi, nó dài quá. Tóc vàng sẽ sử dụng muỗng ấy. Mm-hmm.
không có hai đầu á, mình không có ngại ra mình hút được. Tóc vàng sẽ dùng tuyệt chiêu mà tóc vàng đã suy nghĩ ra, đó chính là mình lấy ống hút mình hút, cho thêm một ít bột ớt vào, như ăn sinh tố luôn bạn ơi. Ôi, tôi phải sẽ lấy cái này ra cho bạn xem ở bên trong nó như thế nào nha. Đó. Đây. Ở bên trong nó sẽ là như thế này nha bạn. Đó. Giờ tóc vàng cho bột ớt nè. Là cái này phải hút rồi bạn ơi, nó không có hai đầu. Quá đã. Mình sẽ hút lắm mà ông hút. Thank you.
quá đã bạn ơi. Ăn đồ béo xong á, ăn rau cảm giác nó ngon dễ sợ. Cái nước tự nhiên nó thấm vô cái rau này. Béo béo. Xong rồi cay cay của bột ớt. Giống như salad vậy bạn. Nước sốt salad xin lỗi. Quá đã. Tóc Vàng nhìn các tỷ tỷ bơ ở bên Trung á, ăn cái món này thôi Tóc Vàng thèm quá cho thèm luôn. Bữa nay Tóc Vàng ăn lượng một trận thật là đã đời. Bạn cũng nên ăn thử nha, ngon. Cảm ơn bạn đã xem video của Tóc Vàng nha. Hẹn gặp lại bạn vào video lần sau. Bye bye.